Xin chào các bạn nhé Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của em Nick Mobile Ở trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà dùng app sỉnh tú này Ở trên điện thoại dành cho những bạn nào chưa biết nhé Rồi, thì ở trên điện thoại Android hay là iOS thì chúng ta đều làm giống nhau nhé Đó, thì bây giờ mình thoát ra ngoài này Rồi, thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần app sỉnh tú nhé Các bạn bấm vào Đó thì sau khi mà vào thì nó sẽ ra một cái giao diện như này Ở đây thì các bạn sẽ bấm vào cho mình cái phần chỉnh sửa hình ảnh nhé cái chữ Trung Quốc này bấm vào đây này thì thường là nó sẽ ra một cái giao diện như này ở đây thì các bạn sẽ bấm vào cái phần tùy chỉnh hình ảnh chữ màu đen này các bạn bấm vào. ở đây thì các bạn sẽ chọn một cái hình ảnh bất kỳ nào ở trên mạng ở trên máy của các bạn thì các bạn có thể thấy ở đây thì mình đã có tải bốn cái ảnh ở trên mạng này nó lưu sẵn rồi bên dưới này là những cái ảnh mà mình chụp hàng ngày ở nhà mình thôi thì ở đây mình sẽ chọn vào một cái ảnh bất kỳ nào đi các bạn bấm vào đó rồi thì nó sẽ ra một cái giao diện như thế này ở đây thì có thể là nhiều bạn sẽ bỡ ngỡ thì mình sẽ chỉ cho các bạn một số cái phần đây nhé các bạn chỉ để ý những cái dòng ở bên dưới này thôi này cái dòng đầu tiên này mình chấm vào này nó là cái phần bảng mẫu này đó bảng mẫu này ở đây là một số cái bảng mẫu hình ảnh ở bên cạnh này các bạn có thể là bấm vào đây cái này là thêm các các cái bảng mẫu khác đó nếu nếu như mà các bạn không thích mấy cái bảng mẫu ở bên cạnh này này đó thì các bạn có thể là bấm vào cái bảng mẫu này đó để mà chỉnh sửa theo những cái hình ảnh ở trong này đó rồi ở đây mình đóng nó lại nhé rồi tiếp theo đến cái phần thứ hai này đó các bạn chỉ cần để ý nhé cho mình cái cái, cái mấy cái chữ ở bên dưới thôi cái phần thứ hai các bạn bấm vào thì nó sẽ là chân dung nha ở đây thì nó sẽ chỉnh sửa chân dung ở trên uh, cơ thể của các bạn đó trên toàn bộ luôn trên uh, mặt mặt mấy cái thứ các bạn có thể là tô son này tô son này là đánh phấn gì vào cũng được rồi đây mình sẽ bấm vào đây này bấm vào đây để cho nó về cái hình ảnh bình thường nhá đó thì đây mình sẽ nói qua đó là cái phần chân dung ấy. lát nữa thì mình sẽ chỉ qua các bạn cái này rồi, đến cái phần thứ ba này các bạn bấm vào. Thì cái này nó chính là cái phần bộ lọc màu nhé Các bạn muốn lọc màu theo giống những cái hình á thì các bạn có thể là sử dụng cái này. Đó, cái phần thứ ba. Rồi, đến cái phần thứ tư này. Nó chính là điều chỉnh. Đó, điều chỉnh ở đây là các bạn có thể là điều chỉnh ánh sáng các thứ ở trên phần khuôn mặt mà mắt mũi hay cái gì đó. Ở đây là cái phần uh, cắt này, cái phần này là cái phần cắt hình ảnh theo cái tỷ lệ khung hình. Đó đây mình sẽ đóng nó lại nhé. Rồi, thì đó là phần thứ tư chúng ta sẽ qua bên cái phần thứ năm đây cái phần thứ năm này chính là cái phần dán nhãn đó các bạn có thích những cái hình ảnh nào ấy các bạn có thể là thêm cho nó vào hình ảnh thì có thể là dán nó, nó lên trên này rồi đó rồi thì ở đây mình bấm vào dấu tích này phần thứ năm và đến cái phần một hai ba bốn phần thứ sáu nó sẽ là từ nhé đây cái phần thứ sáu này nó là từ thì từ thì từ ở đây có nghĩa là các bạn thích thêm những cái chữ gì vào trong cái hình ảnh ấy thì các bạn có thể là thêm vào nhé. Thì đây nó là chữ tiếng Trung các bạn có thể là sửa qua thành chữ tiếng Việt đấy nhá. Đó đây mình đóng nó lại này. Mình bấm vào dấu tích này. Thì bây giờ đấy nó qua cái phần 2 rồi thì bây giờ mình sẽ chỉ qua các bạn về phần 1 nhé. Ok, vào phần 1. Thì cái phần 1 này nó chính là bảng mẫu này. Đây các bạn để ý nhá. Thì bên này là những cái bảng mẫu mà nó đề xuất cho chúng ta. Đó, đề xuất màu mấy các thứ lại đây các bạn có thể là bấm vào các bạn thích màu giống màu này thì các bạn có thể là bấm vào hoặc là thích màu như giống như này các bạn có thể là bấm vào để cho nó chỉnh sửa cho giống cái màu bảng mẫu dưới này nếu mà các bạn không thích những cái bảng mẫu mà nó đề xuất cho chúng ta thì các bạn sẽ bấm vào cái phần tùy chỉnh bảng mẫu này các bạn bấm vào rồi ở đây thì nó sẽ có khá là nhiều những cái hình ảnh cu tê nhé rồi thì ở đây các bạn thích những cái bảng mẫu nào thì các bạn sẽ chọn vào ở đây thì những cái bảng mẫu mà người khác đã làm sẵn này đây Ví dụ như kiểu là các bạn thích cái bảng mẫu này thì các bạn sẽ bấm vào nhá. Bấm vào trong cái bảng mẫu này. Các bạn sẽ chờ một tí để cho cái bảng mẫu này nó tải nhá. Rồi, thì đây các bạn sẽ bấm vào dòng chữ màu đen này. Đó. Thì cái bảng mẫu này, này nó xuất hiện đây các bạn có thể là tùy chỉnh cái bảng mẫu này. Đây các bạn có thể là bấm vào trong những cái hình ảnh này. Ví dụ như kiểu các bạn muốn trái tim nó lên một tí này. Đó. Hay là các bạn muốn à, cái phần này này nó lên đây một tí đó nó nó lên cái máy này các bạn kéo lên rồi thì sau khi mà các bạn nếu mà các bạn cảm thấy nếu mà không thích cái trái tim này thì các bạn có thể là bấm vào dấu x để để đóng nó đi nhưng mà mình thấy là mấy cái trái tim này để như vậy là ok là các bạn có thể là bấm nút tả xuống này các bạn bấm vào cái dòng chữ đầu tiên nhá bấm vào dòng chữ đầu tiên này để cho nó tả xuống rồi thì đây hiện tại thì nó tải về máy rồi đây các bạn có thể là mình thoát ra này mình vào cho cái phần mục ảnh ở trên android thì sẽ phải bấm vào thư viện nhá các bạn bấm vào này đó thế đây thì cái phần ảnh mà mình vừa mới chỉnh sửa đây đó trông cũng khá là đẹp rồi bây giờ thì mình sẽ lại vào trong app chỉnh tú lại nhé mình chỉnh sửa một cái ảnh khác này mình bấm vào rồi tiếp theo sau đó thì mình sẽ bấm vào dấu cộng ở đây ở đây thì mình sẽ chọn một cái ảnh bất kỳ nhé cái ảnh này thì là cái ảnh mình tải ở trên mạng này cái ảnh này thì chưa có qua chỉnh sửa hay là đây người ta chụp mệt mọc các bạn bấm vào à mình bấm vào lộn thì ở đây á à, các bạn cái dòng đầu tiên này nó là cái phần bảng mẫu đúng không các bạn bấm vào dòng thứ hai này thì nó sẽ là cái phần uh, chân dung thì đây các bạn có thể là chỉnh sửa chân uh, dung một cách bất kỳ thì cái phần đầu tiên này nó sẽ là cái phần vẻ đẹp này ở à, cái phần thứ hai là định định à, định hình lại khuôn mặt và cái phần thứ ba là giảm béo mặt này cái phần thứ tư này mình thấy là nhiều bạn hay sử dụng đó chính là cái phần uh, trang điểm rồi cái phần thứ năm này thì nó sẽ là tự động trang điểm nhé đó đây mình sẽ bấm vào cái phần trang điểm này đi đây các bạn để ý dòng thứ hai nhé đây, các bạn sẽ bấm vào cái phần nào bất kỳ này. Mình sẽ bấm vào cái phần trang điểm này để trang điểm cho cái tấm hình này. Rồi. Thì ở đây các bạn có thể thấy Nó sẽ có khá là nhiều những cái mẫu nào các bạn thích cái mẫu nào thì các bạn bấm vào. Thì ở đây mình sẽ chọn vào cái mẫu đầu tiên này. Đó. Thì các bạn có thể thấy là cái khuôn mặt của của cái nhân vật đây đã được thay đổi rồi đúng không? Các bạn bấm vào cái phần thứ hai này. Đó, các bạn bấm vào phần thứ ba Phần thứ tư, phần thứ năm, thứ 6 này phần thứ sáu này thì hình này trông cũng được ấy. phần thứ bảy phần thứ tám này phần thứ chín này phần thứ mười thì các bạn cứ chọn những cái hình ảnh nào ấy mà các bạn cảm thấy thích à, mình thấy cái ảnh này nó cũng khá là đẹp này các bạn có thể đó các bạn có thể là bấm vào cái phần tăng này lên để cho nó tăng tăng cái độ ném ném chấm chấm lên các bạn có thể là có nghĩa là tăng cái độ giống trong cái hình ảnh ấy các bạn có thể là kéo xuống là để giảm đi quen cái thứ bảy này cái thứ tám rồi các bạn sẽ chọn vào một cái phần trang điểm bất kỳ nào đó mà các bạn cảm thấy thích thì các bạn nó sẽ lưu nó về thế đây mình sẽ bấm cái này kéo lên để cho nó giống nhá kéo lên thì nó sẽ giống bức ảnh này còn kéo xuống thì nó nó sẽ dần dần nó sẽ giống cái bức ảnh cũ của của chúng ta đây các bạn kéo nó lên rồi thì ở đây các bạn sẽ bấm vào cho mình cái dấu tích ở đây nhé dấu tích ở bên dưới này các bạn bấm vào cái nút tải xuống đó rồi ở đây thì các bạn sẽ bấm vào cái nút này để lưu về lưu vào máy các bạn bấm vào rồi đó thì bây giờ mình sẽ kéo đây này Mình về là cái mục ảnh Đó, ở trên Android thì bật thư viện đấy Đây, thì các bạn bấm vào này Thì đây là một cái bức ảnh gốc của chúng ta đúng không Đó, các bạn thấy Và đây là cái bức ảnh mà mình đã quay trang điểm Rồi đó, các bạn nhìn nó có thể là Đã thấy là nó khác nhau rất nhiều Đó, bây giờ mình sẽ lại vào trong cái app này nhá Đó, vào trong app sinh tú này Rồi mình sẽ bấm vào dấu cộng này Bấm vào một hình ảnh bất kỳ nào ở đây thì mình sẽ chọn lại cái hình ảnh này đi Các bạn bấm rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần thứ ba, đó là cái phần uh, lọc, phần lọc màu. đây các bạn có thể là bấm, đó. thế đây các bạn nếu mà thích những cái màu nào các bạn có thể là bấm vào tải xuống và lưu về máy. đây cái dòng thứ tư này, đó chính là điều chỉnh, đó. các bạn có thể là điều chỉnh sáng ở những cái phần bên cạnh này các bạn có thể thấy những cái biểu tượng ở đây. ví dụ như đây là sáng chói, các bạn bấm, các bạn có thể là bấm kéo lên để cho sáng chói. cái này là về không đó cái này là về mức không này, là cái mức chưa qua chỉnh sửa đâu Cái này là tự động chỉnh sửa màu, các bạn bấm vào Tại cái này là nó tự động chỉnh sửa màu, on, off á Bấm màu phát nữa là off này, bấm vào phát nữa là on này Đó, thì ở đây này, đến cái phần uh, cắt này, các bạn có thể là bấm vào này Cái phần này, uh, nó là cái phần điều chỉnh đấy Thì đây các bạn có thể là chọn là tỷ lệ cái khung hình mà các bạn thích Ví dụ như kiểu các bạn thích uh, đăng lên trên Tiktok hay là làm cái hình ảnh gì đó các bạn có thể bấm 9 hoặc 16 này hoặc là nếu mà các bạn đăng trên Facebook thì các bạn thích cái phần uh, nào bất kỳ đây các bạn có thể là kéo lên này để cắt cái hình ảnh này đó rồi ở đây thì mình sẽ uh, qua cái phần thứ hai này nha đó cái phần thứ hai là cái độ nghiêng cái độ nghiêng uh, của hình ảnh các bạn có thể là chỉnh cái độ nghiêng của hình ảnh rồi. rồi các bạn cái này là lật liếc các thứ này đó rồi qua bên cái đoạn này thì chắc mình nghĩ đoạn này không biết chắc các bạn không cần đâu cái này là kéo hình ảnh các thứ rồi ở đây mình sẽ đóng lại nhé rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ qua đến cái phần đó chính là dán nhãn này. đó thì thích những cái hình ảnh nào ấy thì các bạn dán nhãn vào. thì vừa nãy mình nói rồi đúng không? mình thích hình này này, mình uh, thích một cái hình uh... ví dụ mình thích cái hình bông hoa này đi, mình bấm vào này, này, đó, bấm vào, kéo nhỏ nó lại, rồi cho nó xuống bên dưới, đó, rồi chúng ta có thể là bấm vào cái nút tích này, bấm vào nút tích này và bấm vào cái nút tải xuống này thì chúng ta sẽ tả xuống nhé, rồi và đến cái phần thứ sáu này một hai ba bốn năm sáu là cái phần này, rồi nó sẽ là những cái phần từ đó các bạn thích những cái từ nào đây, các bạn có thể là chọn những cái từ mà nó, nó đề xuất cho chúng ta này đó, các bạn thích uh, một cái đoạn từ nào ví dụ như là cái này đi mình bấm đại vào cái này nhé màu xanh này bấm vào để chỉnh sửa ví dụ như Hi phải ba rồi bấm vào dấu tích ở đây đó các bạn có thể thấy không rồi chúng ta bấm vào dấu tích ở đây này chúng ta có thể là bấm vào cái nút tải này để mà tải về đây mình bấm vào dấu tải về luôn bấm vào cái dòng này đây thì nó đã tải về trong máy đây đây mình sẽ không có vào lại cái phần thư ảnh thư viện ảnh nhé nó đã lưu vào trong cái phần thư viện ảnh có máy rồi đấy các bạn thấy hình ảnh này trông khá là đẹp rồi và đây thì hiện tại đấy cái này thì mình nói mình cũng đây mình nói thì có thể là nó sẽ không có hết được. Và mình sợ là nó nhiều thì các bạn sẽ không hiểu. Các bạn bấm lại vào S chỉnh tú này. Đó. Rồi, thì ở trong cái ứng dụng này đây, các bạn có thể thấy. Không? Đây mình bấm này. Thì nó sẽ có ngôn ngữ, đó chính là tính trung Thì những cái phần trên này các bạn chỉ để ý những cái cái đoạn trên là thôi. Những cái đoạn dưới này thì nó sẽ có những cái cái khác nhau như kiểu là vẽ chữ hay là xóe xiếc các thứ này, đó. Đây mình không thích thì mình đóng nó lại đó rồi thì các bạn không không cần phải quan tâm những cái đằng sau đâu và nếu như các bạn thích những cái đằng sau này hay là các bạn muốn chỉnh sửa đấy những cái đằng sau mà các bạn muốn hiểu hết về cái ngôn ngữ của cái ứng dụng này thì các bạn lên trên lên trên xếp và like hoặc app store nhé các bạn tải cho mình một cái ứng dụng nó có tên là cái ứng dụng google dịch nhé đây các bạn các bạn chỉ cần lên app store hoặc và like các bạn gõ google dịch nó ra cái ứng dụng này các bạn bấm đó các bạn tải về nhé rồi ở đây thì các bạn sẽ bấm vào cái phần ngôn ngữ này Đây Mình cho nó đảo về đây Thì các bạn sẽ chọn vào Bấm vào Chọn từ tiếng Trung Quốc này Các bạn bấm vào chữ Trung Quốc đúng không à, Dịch qua tiếng Việt đây Các bạn bấm vào cái phần máy ảnh này Để mà dịch ngôn ngữ Hoặc là các bạn cũng có thể là sử dụng cái Cái dịch bằng uh, hình ảnh cũng được Đây thì bây mình mình chọn dịch bằng camera Đấy các bạn Thì bây giờ mình sẽ bấm vào nhé Thì đây Các bạn có thể thấy không là cái ngôn ngữ của nó đấy các bạn có thể thấy là ngôn ngữ của nó đã dịch được qua bằng tiếng Việt rồi đó. thế tuy nhiên là cái góc cái góc camera này của mình nó không được đẹp cho lắm cho nên là cái chữ của nó nó dịch uh, trong hơi xấu nhé đó thì các bạn cũng có thể là dùng cái cách này để mà dịch ngôn ngữ uh, qua cái uh, camera đó rồi. và cái video của mình đến đây thôi. À, các bạn lưu ý rằng nhé, các bạn sử dụng cái máy hệ điều hành Android hay là iOS, sử dụng cái app sỉnh tú này nó đều giống nhau nhé. rồi thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách để mà sửa cũng như là uh, dùng cái app sỉnh tú này rồi. À, chỉ là hướng dẫn cơ bản thôi và nếu như các bạn thích video này đừng quên giúp mình một like cũng như là comment xuống dưới hoặc là chia sẻ video này để cho youtube họ đề xuất tốt hơn cho video của mình nhé mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của mình tạm biệt các bạn